Hồng Vân và Quốc Cường. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Nhân dịp năm mới, Hồng Vân, Quốc Cường xin chúc quý vị một năm mới sức khỏe bình an. Chúc mừng năm mới chị. Chúc mừng năm mới. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở đâu tưởng hơn nửa tháng á. Thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Mà trước khi gặp anh Tú á, là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng. Đùn một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Và chào các cả một khán giả. Mình tên là Hàng Thanh Tú. Đây là vợ con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay là con 30 rồi. 30? Dạ. Tú công việc gì? Dạ, con làm cho gia đình, làm việc cho gia đình. Làm về tái chế giấy ạ. Ồ, vậy hả? Rồi mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Thuận và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Nguyễn Trinh. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại cũng kinh doanh với gia đình. Bên sản xuất quần áo. À, vậy đó hả? Sản xuất quần áo là gia đình con đúng không? Dạ. Dạ, coi như tái chế giấy là gia đình của Tú đúng không? Ồ, cái thời gian đầu tiên mà các con gặp nhau đó nó như thế nào? Cơ duyên gặp nhau ra sao và ấn tượng về nhau như thế nào? Kể cho chú nghe đi. Cái thời điểm đó là tầm 22-23 Tết năm 2020. Thì lúc đó con có chơi một cái mạng xã hội Tinder để tìm kiếm bạn bè thôi. Thì vô tình thì con có thấy anh Tú trên đó. Nói chung là con cũng có một chút thiện cảm. Thì con mới match anh Tú. Thì vô tình anh Tú cũng đã match con từ trước rồi. Thì lúc thì anh nhắn tin làm quen con. Con thích cái thiện cảm gì ở khuôn mặt của Tú? Dạ thật ra cái lúc đó trên đó hình ảnh anh Tú là không có tấm nào thấy mặt hết á. Có nghĩa là dạ chỉ có cái bóng lưng với lại nói chung là không có rõ mặt. Người đàn ông bí ẩn đó. Tú cũng me dạ. Nhiều rồi phải không? Con thì trên đó con đợi ảnh thì rất ít là con đưa cái mặt ra. Con thích chụp kiểu giống như là mình che mặt hoặc là mình kiểu mình chụp dáng của mình là nhiều. Bí ẩn đó, bí dạ. ẩn. Con thấy Trinh thì thật ra là con biết Trinh từ chắc 2 năm trước. Trinh là một người bạn của bạn con. À. Dạ. Thì biết thôi chứ hai đứa chưa bao giờ nói chuyện hết. Bạn dạ. nhưng mà là bạn bình thường hay là bạn gái? Bạn của một người bạn con trai nữa chứ phải con gái dạ. Ừ. Lúc đó là cũng biết là Trinh cũng đã có người yêu rồi cách 2 năm trước. Bây giờ thấy Trinh đây thì không biết như thế nào thì mình mới thử coi. Tại vì mình cũng thích nên là mình cứ tiến tới thôi. Vừa quẹt xong thì nằm một chút thì tin nhắn báo tới là bạn đã cũng được. Có người quẹt lại. Dạ. Ừ. Con cũng vô cũng nói chuyện luôn. Thời gian đó cũng gần Tết thì Trinh cũng bận phụ gia đình. May mặc vào cuối năm thì đi thu công nợ này kia. Con nhắn tin thì Trinh cũng ít trả lời lắm. Cái gì gần Tết thì mình rảnh thì mình cũng muốn gặp mặt để mình đi ăn uống cuối năm thôi dạ. Ủa nhưng vậy thì là gặp nhau trước Tết hay là sau Tết? Dạ trước Tết. Và dạ. cái lần đầu tiên gặp nhau Trinh được thấy coi như là thấy full dạ. cái gương mặt của chàng trai này đó. Thì lúc đó thì em thấy sao? Hôm đó là anh cứ đòi qua đón. Nhưng mà tính con á là con thích tự đi à. Con không thích người lạ biết nhà con cho nên là con nói thôi, con từ chối. Con nói là để anh tự đi mà anh cứ đòi qua hoài à. Nhưng mà con nhất quyết là con tự đi. Gặp, nói chung là con không ấn tượng gì nhiều hết. Tại vì thật ra anh Tú không phải là gu của con. Gu của con là gì nói? Nói nghe coi. Gu của con là mấy anh kiểu lực lưỡng, khỏe mạnh mà ngầu ngầu á. Dạ. Đó, bụi bặm á. Lúc đó anh Tú trắng bắp mà. Người cũng nhỏ nhỏ, hơi ốm ốm nữa. Mà dịu dàng, chu đáo á. Đó là cái ấn tượng đầu của con thôi. Còn dạ. Tú thì sao con? Hẹn gặp nhau là trong cái nhà hàng đó là cũng hơi tối. Trinh mặc nguyên một bộ đồ màu đen nữa nên là con thấy thì tối chung là dạ, tối thui luôn. Chung là con gì thấy mặt Trinh lúc đó cũng kiểu mệt hay sao mà lúc mà tới là lúc sau con hỏi thì mới biết là lúc đó đang rất là đói bụng. Mà đường đông, đường Tết nữa. Của con gặp nhau hôm đó là 28 Tết. Ừ. Thì gặp nhau ở trên một cái nhà hàng trên đường như Mạc Thị Bưởi. Ừ. Lúc đó là đang đông lắm, ở đó người ta đang bày ra quầy sập Tết nữa. Vừa đói vừa mệt mà vừa kiểu mà phải đi bộ này kia đông người nên là Trinh rất là mệt. Nên là mặt hơi bị hơi quạo. À là mặt Trinh hơi mệt cộng hơi, hơi khó chịu nữa. Lúc đó là con thấy con cũng kiểu cũng sợ. Tại vì sao chị mới gặp nhau mà mặt quạo quá. Rồi sau cái bữa đó sao? Các bạn có liên tục gặp nhau nữa không? Cái lúc mà ăn xong á là hai đứa có đi thêm một quán rượu ngồi nói chuyện nữa. Nói chung là hai đứa hợp cái khoảng nói chuyện, nói rất là nhiều vấn đề, đề tài.
Cái dòng yêu nhau ngộ lắm em, nói hoài nói thường. Sáng thì tới khuya cũng nói được mà giờ cuối cùng không động lại cái gì hết. Tới tối thì ảnh đưa con về. Ảnh đưa con về xong, ảnh mở cốp xe ra ảnh tặng cho con một cái chậu mai. Chậu mai nhỏ. Wow. Mai thiệt á hả? Dạ mai thiệt. Hay là mai giả? Mai thiệt. Vậy mà để trong cốp xe mà. Dạ mà tại vì ảnh muốn qua đón con là để đưa cây mai để vô nhà rồi mới đi. Nhưng mà con không chịu. Mà ảnh thì không nói có cây mai. Lúc đưa về là hên là cái mai nó không có rụng. Sau đó hơn nửa tháng là tụi con quen nhau. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Ủa thương quá. Tú ngủ ở cái phòng khách ngủ đó dạ. Được thời gian bao lâu thì là hai đứa sẽ từ trên lầu đi xuống phòng khách ở hoặc chung. Từ phòng khách đi ngược lên lầu tầm 3 tháng lâu ạ. Dạ, lâu quá vậy đó. Lý do gì mà cưới sớm vậy? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới chứ sao? Chưa, tôi đã nghi rồi. Tôi cũng đã biết rồi. Nghi rồi, nghi rồi. Nhưng mà là sau khi mà biết con có em bé rồi chắc gia đình chắc cũng vui đúng không? Con thì con lại sợ tại vì con với anh Tú tính là quen nhau tầm 1 năm mới cưới. Mà trước khi gặp anh Tú là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng. Đùn một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Rồi không biết ba mẹ sao. Tới cái lúc mà con nói chuyện với ba mẹ. Con nói với ai trước? Em gái con trước. Con rủ em gái con xuống nói với mẹ. Hai chị em cứ mẹ rồi cứ cười rồi đâu dám nói đâu. Mẹ cứ chuyện gì nói đi. Thì nói ra mẹ con cười ơi là cười. Mẹ đoán trước rồi. Mà con với em gái con có đứng sợ. Không biết mẹ cười xong rồi sao nữa. Mẹ cứ cười hoài à. Xong rồi ba về mẹ cũng cười, mẹ nói với ba cái ba cũng nhìn con kiểu cũng bình thường. Cái sao ba kêu ừ có bầu rồi giờ thôi chứ sao giờ. Giờ thôi chứ sao giờ. Vậy là ngon lành quá rồi. Cưới xong về đó có những cái tật xấu gì. Rồi bây giờ bạn nào nói trước đây? Dạ thì lúc cưới nhau về thì lúc đó là con đã có bầu đâu hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian con có bầu á thì vẫn là ở nhà con, ở cái phòng khách đó đó. Khi mà gần sinh con mới về Thủ Đức là vợ chồng con ở chung cư riêng. Tại vì thời gian tìm hiểu nhau là quá ngắn, về ở nhau chưa hiểu nhau được hết thì lại có con thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không Díp thể dụ. Giải quyết được. Ví dụ chồng con á chỉ có cái tật là mê game. Trời ơi mê kinh khủng luôn. Nhiều khi con nghĩ mê hơn vợ hơn con luôn. Con là cái tiếp người là nhạy cảm mà gặp con mới sinh nữa, giống như chồng con đang chơi game mà con ví dụ con mệt con đang ngủ mà con khóc chồng con kêu con dậy dỗ. Dở trận là thua. Tức quá. Quen con là ngày chơi có 1 tiếng 2 tiếng à. Kìm lắm. Giấu. Sau giờ mới lòi ra. Giờ xả vàng rồi. Yes. Rồi gì nữa giờ nè. Chỉ có mê game thôi à. Là không có thật xấu gì luôn. Có ghen không? Dạ. Có bừa bộn không? Không có, dạ không. Không chăm con rồi. Dạ chăm luôn. Ảnh chăm nhiều hơn con. Không nhậu nhẹt gì? Không cà phê bạn bè gì hết luôn. Ở nhà không vậy ở đó. Nhà vợ con chỉ có mê game thôi. Có là Tú hoàn thiện vậy luôn á hả con? Chỉ có một cái tật xấu rồi. Hai vợ chồng con á đa số thời gian ở nhà với nhau nhiều cho nên là hầu như là hai đứa không có gì để nói với nhau á. Con với chồng con ít giao tiếp với nhau nhiều á. Con chỉ muốn là chồng con nói chuyện con nhiều hơn thôi. Ủa có nghĩa là công việc của con cũng bận, công việc chồng con cũng bận, thành ra là hai đứa ít có thời gian riêng cho nhau. Dạ không, thời gian hai vợ chồng chăm con xong thì buổi tối là chồng con chơi game, con coi tivi. Không nói chuyện với vợ, bạn bè thì không có. Vậy thì con nói chuyện với ai? Chuyện game. Con nói chuyện với bạn coi trong game. Thực ra Trinh nói vậy cũng không phải là đúng, là con cũng có nói chuyện với Trinh. Bé nó còn nhỏ thì nó hay kiểu giật mình giữa đêm. Con muốn cho Trinh ngủ xuyên giấc thì con ngủ với con. Sáng ngủ dậy là con bắt đầu con thay tạ, con cho bú buổi sáng. Xong rồi con mới đi làm. Con về thì con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Chưa kể tật xấu mà sao tôi thấy lòi ra nhiều quá vậy. Khi mà xong việc hết rồi con cho con bú cự tối. Xong con đi ngủ. Lúc đó con thấy thoải mái rồi xong con mới ra con ngồi con chơi game. Trong quá trình chăm con này kia thì hai vợ chồng cũng có tiếp xúc với nhau, nói chuyện rất là nhiều. Trinh ở nhà thì đôi lúc là Trinh không có gì để nói với con. Thì con thấy chắc Trinh không có gì muốn nói. Thì con nghĩ vậy chắc không sao. Thì con ngồi con chơi game thì Trinh ngồi cạnh con, Trinh coi tivi. Nãy giờ cô Trinh nè, tôi nghe chú ấy kể cái công việc của chú ấy từ sáng tới tối là tôi thấy lòi ra nhiều đó. Con đến trên này cử tối là con cho bú. Xong rồi ảnh cho con ngủ Thì em bé của con á là con luyện easy từ bé, từ lúc 2 tháng là con sẽ cho ngủ một mình, ngủ riêng một phòng. Nhưng mà chồng con thì xót con, tối lại vô ngủ với con. Thật xấu của Trinh thì sao nè? Dạ Trinh thì bị một cái là hơi bày, kiểu bừa bộn. Trinh làm cái gì cũng kiểu bày rất là nhiều. Đa số là chỉ nói buổi trưa thôi. Buổi chiều thì bình thường cuối tuần là hai vợ chồng đi ăn ở ngoài. Buổi trưa thôi mà con thấy chắc
trình bày chứ cũng phải 5-6 cái tô rồi 3-4 cái chảo đầy ra rồi chén bát tùm lum rồi bình sữa của con thì con cũng rửa. Một ngày con rửa chén chắc cũng phải coi chung là chiếm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ con mới rửa xong cái đống chén đó. Dạ. Bừa bộn cái gì nữa? Chỉ có cái bừa bộn là thấy rồi con thấy là nên vợ con nên sửa thôi. Qua cái bếp mà cô thấy cái bếp nó bừa là cô ăn hết ngon luôn. Rồi bây giờ giống như Trinh, bây giờ là Trinh mong muốn Tú thay đổi điều gì? Thì con cũng mong chồng con nói chuyện con nhiều hơn. Nói chuyện đó. Nhiều hơn. Con chỉ mong Trinh là đừng có hay cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, tại những chuyện đó là những chuyện nó rất là không đáng để hai vợ chồng cãi nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái cải thiện và giúp cho cái cuộc sống nó ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nhé. Rồi cảm ơn Tú và cảm ơn Trinh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú. Rồi thì em rung lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Nhìn nhà đàn chim én bay ô kìa, mùa về bao đám say rộn ràng bao hương xá xuân. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Dạ, chúc mừng năm mới hai em. Happy New Year. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, rồi. Thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi, hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất. Hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? Có thời gian thì làm chung chị. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị. Và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Hay quá các quý vị. Rồi em đứng đây hát luôn Thiện. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ rộn ràng hơn. Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về, dịu dàng bên hương sắc xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắc xuân. Mơ niềm vui thôi, hay quá. Sắc xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn một cái không khí phải nói là rất là sinh động, một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Hai vợ chồng Núi có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi với nội tên nhà của em ạ. Em mới quay lại em thấy là em mới là chào chú Thiện. Chú cháu biết nhau hả? Thiện là tại vì, tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Cùng trong xóm. Biết rồi tiếp tục. Rồi cái ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó, gì chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó rồi ảnh gọi rồi ảnh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi lúc đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cuối cùng không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụy với anh Thiện là sợ đúng không? Dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện cứ bé Nụy là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì chậm? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụy trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện
như bé nội nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước nói đó là muốn vợ đó là mình tia rồi, mình tia mình để ý cô nội này đó, cho nên cái câu mà bến nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hệ rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè? Khoảng từ lúc cô bé nụi đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. 2 tháng đúng không? Nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á, dạ, thì đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở trong Tây Ninh hả chị? Rồi lần đầu tiên đi với mình không biết là bé nụi có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh, tại em học ở Sài Gòn lúc mà kiểu nghỉ Tết xong rồi, lúc đó là anh ở Tây Ninh thì lúc đó là Tết. Cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? Em nhớ là đi xem bộ phim trong rạp chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ, không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu là về sớm, chở em về, trên đường về là em cứ run đó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở đi chỗ khác. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má mình đó, là ở đâu? Dạ, ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Em gì kia? Đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác, nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng từ từ là mới quen. Cái chuyện mới đầu thì chẳng hạn như em với chú đó là từ từ đó, nội với chú nội với anh dù vậy chuyển từ từ anh với em chuyển từ từ bắt đầu anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ em nhau là 8 năm. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm mà. 6 năm. Vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra? Thật ra thì tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi, rất là nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này, hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh. Anh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á, thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính, đúng không? Ví dụ những cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút. Thì Thiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Rồi bây giờ tới Thiện, có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy, lười thể thao, hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu chậm lề mề đó. Trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì núi rất là ít nói, mình cũng mong cô ấy là thay đổi để. Rồi. Bây giờ hai vợ chồng làm quá làm vậy thì có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á
là em rất là mong mỏi. Thì nhưng em cũng lớn tuổi rồi, bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần rồi có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha, đầu năm mới mát miệng, chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Thầy Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện, bà Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và trong năm nay luôn nha, các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho ông Thượng là chương trình biết nha. Thôi xin chúc mừng năm mới. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ hai đó chính là trọn bộ Somo Zurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Và đi kèm với phần quà này đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ ba đó chính là bộ sản phẩm ớt cao cấp Aji Charapita đến từ thương hiệu Miso, gồm có giấm ớt, muối ớt và sốt ớt thơm ngon, chứa nhiều vitamin A, chất chống oxy hóa, mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe. Và món quà thứ tư đó chính là bộ sản phẩm của NOL, sản phẩm đến từ Hàn Quốc, 95% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang vẻ đẹp tự nhiên. Bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Hai cặp vợ chồng chúng ta đau lưng lại. Đau lưng lại. Nha, nghe câu hỏi của cô nghe. Quay lại đau lưng lại. Tủ lạnh nhà vợ chồng bạn bao nhiêu lít? Tàn tú biết nè. Em còn biết nữa. Trinh không biết nè. Chị cũng không biết luôn, mặc dù chị là người đi mua. Em đi, em là người chọn rồi, quên rồi. Rồi bây giờ xem hai vợ chồng Núi, nhà của Núi tủ lạnh bao nhiêu lít? Mở ra. 256 lít. 100 lít. Không còn cầm. Rồi bên đây coi nè. Tủ và Trinh bao nhiêu lít? 600 lít. 600. Trời ơi, cái tủ lạnh 65 lít. Bạn không có khái niệm về lít luôn á. Như vậy với đáp án trên là cả hai cặp vợ chồng, mỗi bên coi như là chết hai vợ chồng đều không chính xác. Cho nên chính vì vậy chúng tôi phải phân chia bằng cách quánh tù xì. Mời cô Núi và cô Trinh cùng bước lên một bước rồi nhìn nhẹ, sau đó chúng ta đánh tù xì với nhau nghe. Rồi chuẩn bị quánh tù xì. Rồi đúng không? Mời hai vợ chồng Tú và Trinh chọn trước đi, màu gì? Chọn màu vàng. Em chồng em màu gì? Màu hồng. Trời, màu hồng. Tôi màu đỏ nghe. Rồi tôi màu xanh đi. Rồi qua đi. Rồi, lên. Thuận và chị Vân sẽ mở trước để xem phần quà của Thuận với chị Vân đầu năm đầu tháng nó hên như thế nào nha. Rồi 1, 2, 3. Yeah. Wow. Son đỏ thắm. Chúc mừng chị một. Tôi được tới 2 lần đó. Trời ơi, hôm nay đôi môi của chị đẹp quá chị ơi. Thật ra chị đang xài Yurika mà. Ủa gì hả? Và chúc mừng tôi. Tôi đã có phần quà tặng vợ tôi nha. Cái gì vậy? Năm mới. Đó chính là bộ sản phẩm thương hiệu NOL. Đây là sản phẩm được chiết xuất từ Hàn Quốc với 95%. Đó là dưỡng chất thiên nhiên. Còn bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Để tay lên con. 1, 2, 3. Khui. Chúc mừng hai vợ chồng Tú và Trinh đã nhận được một phần quà. Đó chính là sản phẩm cốt phở bò của Quốc Việt Food. Và chúc mừng hai vợ chồng Núi đã nhận được một phần quà. Đó chính là sản phẩm ớt cao cấp Aji Charapita. Ớt nhà ngon kỳ kỳ nha. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son, chương trình đầu năm mới, đầu năm 2022. Thay mặt chương trình xin kính chúc quý vị một năm mới bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.